Ok em nha, chị ghép chưa? Ghép cho em phải không? Muối sầu riêng, trái sầu riêng này nó nứt rồi ha, nên mình sẽ ghép cho mấy bạn. Và mình đây là cái cảm tưởng của mình ha, từ cái hồi mà mình chơi top top tới giờ mình thấy rất là nhiều cái bình luận ha. Nói chung quá thì lịch sự có không lịch sự cũng có, nhưng mà tại vì mọi người chưa có trải qua nên mình thôi, nói chung là chuyện mỗi người có một cái cuộc nói chung là cái trải nghiệm khác nhau á, nên thôi kệ đi. Mấy bạn nào comment vui vẻ thì mình vui vẻ, không vui vẻ thì mình cho qua nha. Nên mình cũng ít khi nào mình ghép lắm, khi mà mấy bạn khi mà trải qua giống như mình á thì mình khác nha. Để sầu riêng nha, nó nứt rồi á mọi người. Thật là mình làm biến khua nên mình sẽ lấy cái muỗng mình mít luôn. Nói chung quá nó chín quá thì nó hơi mềm đó mọi người, nhưng mà nó chưa không có nhẵn nha, ăn rất là ok nha mọi người. Đây là trái sầu riêng nha. Trái sầu riêng nó chín nha mọi người, nó hơi nứt hơn mình hy sinh mình ăn luôn nha, chứ bây giờ nó nứt giờ này hơi to, tối rồi nó trễ á.